đẹp lắm luôn nè. Đó, tím nè, bây giờ em đặt loại màu nha. Ơ còn nào chốt mà em cho em màu đó. Trời, cái này nó có diện túi lên, đẹp quá trời luôn nè. Nó có diện túi luôn. 210. Bộ nào vậy hỏi thành thật là. À cái đồ bông hả? Đồ bông là ha là 160 chị ơi. Rồi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị ưng tím, chút tím nha em. Tím nha. Rồi đây size 50 kg của chị nè, em đọc màu nha. Chị ưng màu nào chút màu đó cho em nè. Chất lượng luôn nha mấy chị ơi. Rồi ưng thì chốt cho em 75 kg màu hồng. Đẹp
đẹp luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Đó, cái hàng thiêu nó đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Ưng thì chốt cho em, sẵn chị 200 ngàn luôn. 200 ngàn. Chỗ màu nó đẹp, nó ngọt ơi ngọt luôn. Rồi ưng ưng hồng chút hồng cho em, hồng 200. Hồng 200 đó chị ơi. Đó. Tay này nó hơi lỡ lỡ luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn, cái tay áo đẹp cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Tay áo là đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, chị nào ưng thì chốt cho em nha. Hồng em không có 55 kg. Hồng anh đâu có 55kg đâu. Hay là chị lấy hồng ruốc. Hồng ruốc em có size 55kg. Còn hồng em mặc là có size 75kg thôi. Hồng mà giá nhiêu á, chị bấm vô giá cho em mà em biết nha chị. Ghi cái giá tiền luôn. 1 tím mà đằng sau 62kg mặc vừa không em? 1 tím đằng sau 62kg mặc vừa không em? Mở đem coi số mấy rồi. Chị thảo bạch cho nó bấm đủ chỉ nhiêu ký thôi. Không vừa chị ơi, rồi té xỉu. Cái gì? Cái gì thôi? 1 tím nó không vừa. 1 tím nào? 1 tím nữa. Tím beo á. Mình còn xe ba không? Tím beo thì không vừa, nhưng mà tím này là vừa nè. Tím này là vừa nè chị. Đó, tím này 62 ký mặc vừa giùm em nha. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Tím xe 2 mình hết rồi. Tím xe 2 hết rồi. Ủa thôi mình còn. Điều 210 hết. 210 hết rồi chị ơi. Chị bấm lộn, chị 75kg mà Thư. Dạ à, 75kg rồi, ok, chốt hồng 75kg cho chị luôn nè. Chị bấm lộn quá. Rồi bấm lộn rồi, ok chị nè, chốt hồng 75 nè. Rồi vàng 200 cho chị Ngân Nguyễn nè, ok chị nè. Tím ở sau 62kg là không vừa chị ơi. 62kg thì em chỉ còn được màu da, một kem thôi. Một kem với màu đỏ thôi chị ơi. Đây nè, bởi một kem ở sau là em còn một kem. Xe máy vậy? Xe 2, 62kg á. Đây nè, em có là màu kem. Màu kem với lại màu đỏ thôi. Đó, em còn hai màu được không vậy chị ơi? Được không vậy chị Tống Thị Tây ơi. Ơi? Sao bà chị không lấy? Rồi không lấy thôi, ok xả nha. Rồi xả gì? Chốt với chị Thanh Thuận nè, chị Thanh Thuận kèm số điện. Ủa chị Thanh Thuận cứ chốt rồi, chị chỉ rồi đó, có đơn rồi. Bông nhỏ 70kg á. Màu vàng đó, màu vàng bò đó. Ủa nãy tôi lấy chị rồi. Thấy rồi. Lấy gì bấm chưa ra. Có nè, con bấm là trong máy con. Rồi ok chị Thanh Thuận nha. Chốt cho chị Hồng Hồng 70kg nha. Chị có 200 ngàn thôi, chị mua được mấy chiếc chất giải đó rồi mấy chị. Tại sao không? Lâu lâu cuối năm rồi em xả hết chị luôn. Chứ thường ngày em không có xả đâu. Tại vì ở đây bán shop. Bán shop để hoài bán cũng được luôn. Đó nhưng mà thích xả chơi để lấy tương tác với mấy chị chơi vậy đó. Bộ Hồng em đang bận. Bộ Hồng hết rồi chị Vi Trần ơi. Bộ Hồng em hết rồi chị Vi. Rồi đây để em xả tiếp nha. Mấy chị muốn lên xả hàng bao nhiêu ký? Mấy chị muốn xả hàng bao nhiêu ký? Mấy chị bảo em đi em kiếm cho mấy chị em xả luôn nè. Mấy con này mấy con. À đây. Đây, vàng này đẹp quá trời luôn. Cũng size 75kg luôn. Chị Vi chọn bao nhiêu ký chị ơi? Chị Vi chọn bao nhiêu ký? Rồi, ưng vàng chút vàng cho em nè. Ưng vàng chút vàng giùm em. Rồi ưng vàng chút vàng cho em. Quá đẹp luôn. Tay khó beo đúng, thị tiền ơi. Tay khó beo lớn 77kg em có luôn nha. Tay 4 hả? À, còn vài con nữa hả chị? Còn nhiêu? Tay 4 nhiêu bị lấy hết rồi đó. Còn, còn con hay con gì đó. Rồi 75-77kg nè. 77kg thì em còn là màu cam đất. Màu cam đất. Màu da với màu xanh rêu đó, chân màu nào ưng màu nào chung màu đó cho em. Rồi đây màu vàng 75kg cho em. 75kg 77kg mặc của bộ này cũng đẹp anh chị ơi. Đó ưng thì chốt cho em vàng xả mấy chị 190 luôn, đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ưng thì chốt cho em vàng nha, hàng thiêu trực tiếp luôn nha. 190 luôn, 190 con vàng này. Dạ không, bộ này là em bộ nào nè, bộ nào ta, chị Huệ là chỉ có 50kg hả? Ủa 75kg hả? 75kg màu tối hả? Tại vì em còn cái gì đang sale hết cái đó nè. Màu tối sale con này nè. Đây màu tối thì em có con này nè, được không?
ok cô. Ok cô nào. Màu đen nào. Nè, em đâu có đọc đen đâu. Rồi đây, màu xanh bơ. Xanh bơ nè, màu tối tối nè, đó, xả luôn. Xả cho chị luôn, 200 ngàn, con cá cực kỳ đẹp đó chị ơi, 200 ngàn. Xả luôn á chị ơi. Ơn thì chốt cho em xanh bơ, xanh bơ 200. Xanh bơ 200, còn chị đợi xanh bơ, chốt xanh bơ cho em 200 ngàn. 200 ngàn. Rồi còn con luôn bán 200 ngàn luôn rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em. Rồi vàng 200 cho chị Kim Huệ nè. Rồi vàng chốt cho chị Kim Huệ. Đẹp lắm á chị ơi, tại vì em còn có con hay con em xả luôn. Thường là em không có xả đâu, tại vì giờ gần Tết rồi em xả hết cho chị luôn, 200 ngàn luôn. 220 bán cho chị 200 ngàn luôn. Rồi ok chị Kim Huệ nè. Cái con gọi này nhiêu bên? 200 không? Nào, 200. Nghe chưa? Rồi đây, xanh bơ. Ưng xanh bơ, chốt xanh bơ cho em. Đó, 70-75kg, cực kỳ đẹp luôn. Xanh bơ, 200 ngàn luôn. Xanh bơ 200, mấy chị nhớ ghi giá em nha. Xanh bơ 200. Xanh bơ 200. Vàng 190. Ủa, vàng nó 190 hả? Ừ, vàng nó 190. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 190 hả? Cái chị Kim Huệ á. Xanh bơ 200. Xanh bơ 55kg hết chị ơi. Ủa, 55kg nữa hả? 75kg mà chị 55-75 vậy chị Hảo ơi. 55-75. Đúng rồi, kiểu đó là con còn được mấy con đó thôi à. Không có màu đen hả? Không có màu đen. Không có đen, hết đen rồi. Đã chốt, khách chốt hết rồi cô ơi. Cô sớm tí nữa là được rồi. Cô cắt nha, quen của con còn chưa chốt được kịp màu đen luôn á. Màu đen cô kia lấy hết tiêu rồi. Rồi, để xem mẫu nào đây. Em mặc con mà à, giờ chỉ là 55kg á. Này là 70kg thì chị mua giùm. Nhưng mà chị bình luận, ví dụ cái bả đó là bao nhiêu ký, chị bình luận số ký lên cho em luôn nha. Là em biết được em chốt. Xanh bơ 200 đi kiếm khỏe luôn nè. 55kg đúng không? Lấy con này luôn. Bình luận số tiền rồi số ký luôn á chị. Tranh thủ chốt với chị em ơi, em còn mấy nha. Con nha. Em chỉ còn được mấy con thôi mấy chị ơi. Còn đây 55kg nè. Lấy cho cơ cô có luôn. Mẫu này 55kg rồi xả luôn. Rồi luôn, xả 180 luôn. Mẹ kêu 180, xả 180 luôn. Đó, 55kg đổ về. 55kg đổ về. Đen, đen xanh. Quá đẹp luôn, 180 một con. Đó, đen xanh, cực kỳ đẹp luôn. Ưng đen xanh, chốt đen xanh giùm con. Mẫu này xây 55kg không còn được mấy nào. Nên ông gọng 70kg cho cô kia lựa đó nè. Cái cô Hoàng cô gì đó. Rồi còn hai con. Màu xanh đen. Với lại là màu đen đen xanh. 55kg đổ về. Đen xanh. Đó, đẹp lắm luôn. Ơn thì chốt thì dùm em. 180 đen xanh. Với lại là xanh đen. Có nguyên bộ beo không em? 77kg không có nguyên bộ beo. Giờ chỉ còn được mấy màu đỏ thôi à. Chỉ bèo phối rồi chứ không có nguyên bộ beo chê. Rồi đây chị là Ưng thì chốt cho em. Ưng thì chốt cho em nha. 55kg đổ về đen xanh với lại là màu xanh đen 180. Rồi đây. Size này là size 70-70kg hả số này. 70kg đổ về em còn màu vàng. Đó, xả luôn. Xả luôn cái gì ơi, màu vàng nè. Xả 70kg. Màu vàng 70kg nè, màu vàng 70kg. Quá đẹp luôn chị ơi. Đen xanh 58kg vừa không? 58 vừa. Mà chị cao mấy mấy vậy? Cao mấy 55 là được đó chị. Chị cao mấy mấy như Nguyễn Hạnh ơi. Rồi đây 70 75kg đổ về, 75 80kg đổ về em có nè.
màu xanh, xanh đen cũng như là màu vàng luôn. Để tôi thấy em có màu vàng luôn chị ơi. Rồi ơi, màu nào có màu đó. Chị Thảo Bạch xanh đen. Ha? Chị Thảo Bạch xanh đen á. Vâng, chị Thảo Bạch xanh đen nha chị, nào 1.8 nè. Ừ, thà chị nói số ký như vậy em nhớ em biết. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị cho anh thương cái số ký chiều cao gì. Cho em số ký chiều cao chị yêu ơi. Ủa cho anh thương cái chiều cao. Đen đó, xanh đẹp quá trời luôn. Rồi quá đẹp luôn rồi đó chị ơi. Màu xanh ngọc.
với lại là màu xanh ngọc. Rồi chị là ưng màu nào? Ưng màu nào chốt màu đó nha em. 70 kg đó chị là ưng màu nào? Ưng chốt màu gì em chị ơi? Đó, chị muốn lên ống cộng sao nhiêu ký nữa nè? Muốn lên sao ống cộng bao nhiêu ký nè? Còn 65 kg ống cộng. 65 kg ống cộng nè, còn màu xanh rêu. 65 kg ống cộng màu xanh rêu. Màu tím nho. Màu đỏ. Màu cam. Rồi, chị ưng màu nào? Ưng màu nào nữa thì đút màu đó nha em. Còn 60 kg em còn màu xanh ngọc. 60 kg về em còn màu xanh ngọc. Chị chưa cút đâu. Đen rồi gì đó. Bây giờ mình nấu lên đen thôi. Đen bức là sao? Phải không? Bờ. Chị Trương Cúc nói gì nói lại giùm em, chị quên em rồi. Chị nói không hiểu luôn á. Định tưởng con gặp thôi mà cuối cùng cũng có. Ở đây nè, 55 kg nè. 55 kg nè, chị nợ thì chốt cho em nè. 55 kg ống ôm nha. 55 kg ống ôm. 55 kg ống ôm. Ống ôm 55 kg em cầu màu đen cam. Chị ơn đen cam, chút đen cam cho em mấy chị ơi. Ống nhỏ nha, ống nhỏ nè. Ống nhỏ nè, mẫu khác mấy chị ơi. Giống như kiểu ống rộng như lắm. Nhưng mà nó tự tựa thôi chứ nó không có giống nha. Rồi chị đã ưng ống ôm, chú ôm cho em. Quá đẹp luôn. Đó, 55kg độ về. 55kg độ về em có nè. Màu đen, đen cam. Với lại là màu cam. Rồi ưng màu này chú đó cho em 55kg độ về. Còn hai màu, đen cam chứ là màu cam. Về em có là màu cam luôn. Ống ôm nha, ống ôm em bán với chị là 190 luôn. Màu xanh ngọc size 5 phải không em? Đúng rồi chị ơi. Xanh ngọc size 5. Xanh ngọc size 5 đó chị. Đây là 58 kg là em hết toàn bộ rồi đấy mấy chị ơi. Size 5. Đó, coi chị ưng thì chốt cho em. Đó, đi cực kỳ đẹp luôn. 190 mẫu này, mẫu cao cấp luôn á, hàng thiêu cao cấp cực kỳ đẹp luôn. Đó. Size 5. Có lộn 190 55 kg. Đen cam. Đen cam cho em. Đen. Còn màu khác không? Tím bao có màu khác không? Size của chị Vi hả? Chị Vi mới kêu lên gặp đúng không? Mà gặp chéo qua chơi chút tí. Không lên số ký thì mới kêu luôn lên 70 ký. Cái chị cũng hoàng cái chị. Chị Vi chọn bao nhiêu ký chị ơi? Chị Vi chọn cho em lên số ký chị quay. Tại còn ít cho chị lên số ký thì em đưa màu cho chị xem. Đây bộ cam màu ta mới cả bộ cam. Bộ cam thứ hai. Đó, đúng á. Đây nè. Đây là bộ cam 55 kg với lại 70 kg, 75 kg. Đó, còn hai con, một con là xay 55 kg độ về, một con xay 70 kg độ về, 75 kg độ về đó. Rồi chị ưng thì chốt cho em nè. Cam đó xả chị 190 luôn, 190 một con, ưng thì chốt cho em nha. Xanh ngọc số 5 ống gọc cho chị Hoàng nè. Ok chị ưng nè. Thôi mẹ thấy lắm rồi. Còn rồi đây, rồi chị nào ưng nữa thì chốt cho em. Quá đẹp luôn. Cam 55 kg. Rồi chị nào ưng cam, chốt cam cho em. Cam 55 kg nè. Với lại là con size số 5. Đó, 75 kg luôn. Ống ôm nha. Ống nhỏ nha, 190. Cam, ưng cam, chốt cam cho em chị ơi. Đẹp quá chị ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ưng màu nào chốt màu đó cho em. Cam nha, ưng cam, chốt cam. Cam size bao nhiêu ký nè? Ưng cam thì chốt cam cho em nha. Cam 58 kg. 58 kg em mà 578 nè, mà chị về một ôm mới được nha chị. Chị cao mấy? 57. Em thì 57-58 kg, 1m50. Mà chị cao mấy? 57 là chắc chị vẫn rộng hơn em á. Nè. Đó. Em là 57-58 kg nè. Em là 57-58 kg nè. 75 kg còn. Rồi ok, chốt cam cho chị nè, còn có con là chốt cho chị luôn. Màu xanh ngọc, có xanh ngọc 62 kg. Xanh ngọc. Chị nói gì vậy?
chốt thôi cho chị ấy 1 cam, chốt cho chị Nguyễn Hạnh 1 cam nè. 75 kg cái bộ beo đó thì em có là màu này nè, em còn được 3 màu, em còn được 3 màu, màu xanh rêu 75 kg một cái beo á, màu da có màu kem chứ màu kem, màu cam đất đó, chữ màu nào màu nào chứ đó cho em, xanh ngọc 62 kg hả, xanh ngọc không biết, để em coi màu này coi. Rồi, xanh ngọc 62 kg em có luôn nha chị ơi, xanh ngọc 62 kg em có luôn, chị ơi chị chốt cho em, đẹp cực kỳ đẹp luôn, 62 kg. Rồi đây xanh ngọc 62 kg luôn thì chốt cho em, còn một con nha, ống rộng nha, 210, quá đẹp luôn các chị ơi, còn một con chỉ là một con cam ống rộng luôn, một con cam ống rộng luôn đó chị Ánh Châu, chị Ánh Châu ưng thì chốt cho em, ưng thì chốt cho em nha. Dạ còn luôn, đợi chút xíu với chị quay. Đó, màu cam với lại là màu xanh ngọc nè. Cam với xanh ngọc. Quá đẹp luôn với chị ơi, 62 kg là chị mặc vừa luôn nè chị ơi. 62 kg mặc vừa luôn, còn 2 màu, xanh ngọc, cam. Xanh ngọc, cam. Đẹp quá trời luôn. Xanh ngọc. Xanh ngọc với lại màu cam. Ống rộng 70 kg, 75 kg nữa đúng không? 70, 75 kg. Màu đỏ mà khách chốt rồi chị ơi. Nãy có màu đỏ nhưng mà khách chốt. Bây giờ còn đỏ đô thôi. Đỏ tư mình đâu còn đúng không? Đỏ đô hay là cam màu vàng? Cái màu đỏ này. Cái đỏ đô nào cũng giống như cam đất vậy đó. Giống giống đô đô mà giống giống cam đất. Để chỉ còn 3 màu đó thôi, còn nhiều khách chốt hết rồi chị ơi. Rồi đây, ống rộng mà chị quên, ống rộng như trước như sau. Ống rộng như trước như sau chị nào ưng thì chốt cho em nè. Quá đẹp luôn. Xanh ngọc thiêu trước thiêu sau, chị nào ưng thì chốt cho em nè. Em có đủ phơm nha, chị nào ưng phơm nào thì chốt phơm đó nha em. Dạ ống rộng nó là mình là 210 nó chị ơi, chị Ánh Châu ơi. Đó, ống rộng nó là 210 á chị, ống rộng xanh ngọc nó là 210. Đây rồi bộ này thiêu trước thiêu sau. Thiêu trước thiêu sau, cực kỳ đẹp luôn rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Ưng thì chốt cho em nha. Đó. Ống rộng suông cực kỳ đẹp luôn, ống này nó hơi suông suông nha, đẹp lắm luôn. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em Hồng. Quá đẹp. Nè, size 70-75 kg của chị Hoàng á. Là em có nè. Đây em có màu da, màu da, màu kem da gì đó, màu hồng, hồng lợt nha, hồng với hồng guốc gì đó, màu xanh dương, xanh dương, màu đen cam, màu đen vàng, ủa đen hồng đó, giờ ưng màu nào cái màu đó cho em. Áo ngực tím đưa lên ke coi hả, áo ngực tím thì chị không vừa đâu, chị có 50 mấy ký hả? Áo ngực tím thì tầm 60 kg nha, tầm 60 đến 90 kg mặc vừa hết thì em. Hàng Quảng Châu coi diện thoải mái rất là đẹp luôn. Màu cam 54 kg ha, còn không không còn chị ơi, cam 54 kg hết chị yêu anh. Coi chị đã ưng một hàng nữa chút cho em nha. Tím nha, ưng tím chút tím nha em. Đẹp quá đẹp với chị ơi. Đó, 210 con nha. Chất này chất lụa đẹp luôn mấy chị. Đó, chất đẹp nhưng chứ không phải là chất xấu đâu. Đó, em là gì đó giờ em bán em ít lắm.
lấy hàng về nên em phải thử mấy thanh mấy thực bộ về thử bán thử có xem sao. Ai nhà bán từ sáng giờ mới vừa đăng cái ra đăng cái giờ còn ít thôi mấy chị ơi, còn có ít xíu hả? Đó chị đã ơn thì chốt cho em tím nha, tím này là xây 55 kg nè, ủa 55-56 kg đó bộ đó, em là 58 cái mặt vừa đó, 55 em chịu hao chị là 55-56 kg đó. Coi chị đã ưng màu nào nữa, ưng màu nào chút màu đó cho em nha, ống rộng nè, thêu trước thêu sau luôn, quá đẹp luôn. Đen hồng, đen cam, màu xanh coban, màu xanh dương gì đó, màu hồng, màu da, màu kem. Đó, chị Hoàng ưng màu nào chút màu đó cho em. Rồi mấy chị muốn lên xe như này 54 kg, em còn một khác được không chị Nguyễn Tuấn ơi? 54 kg còn màu xanh dương được không? Em còn bộ xanh dương nè, em còn bộ màu màu xanh đen đó, ưng xanh đen chút xanh đen cho em. Rồi đây xanh đen, ưng xanh đen chút xanh đen cho em, đẹp quá trời luôn. Không, phơm này là của mặt số 4 nha, phơm này là phơm to mặt số 4 giùm con. Rồi chú cô một con xay nè, xay 75 kg mặt con màu xay 4 nha, tại vì cái tùy theo cái xưởng may đó. Cái phơm này là cô may là cô mặt xay 4 giùm con nha cô Hoàng ơi. Rồi chú cô một con nè, em bồ em đen mặt và giá 210, giá 210 nha chị quay, 210 bộ màu hồng để em vừa mặt á là 210 á. Rồi đây bộ này xây 55 kg độ về, chị nào cao thì tính theo cao nha, tại vì em 58 kg mặt vừa nè, nhưng mà em chừng hao đó chị, em chừng hao đó chị cỡ 55-56 kg độ về thôi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em xanh đen đó, 55-56 kg độ về cực kỳ đẹp luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chị nào ưng xanh đen chút xanh đen cho em xả với chị luôn, để bán nhiều mặt. Đó. 180. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em 180. Quá đẹp luôn, xây 2. Cái này xây 2 chị Linh ơi. Cái này là xây 2 à. Cái này là xây 2 là chị muốn vừa đâu. Chị hết bận thoải mái thì mặc bộ này không vừa đâu, chị không thích đâu. Còn đây chị đã ưng thì chốt liền em xanh dương, xanh đen, xanh dương cũng được hết. Đó. 5-6-7 cái độ về. Em 57-8 tí là mặc vừa đó. Mà em có 1m50 thôi. Còn con gì vậy mà vô mượn coi, chắc con lấy bận đúng không, con phải thể thao nè, phải thể thao chứ gì, nhung mà nhung mà sao chắc để nhung thì chắc kiểu nhung đó, cái quần bộ nè đẹp chứ nữa, quần bộ đẹp lắm, đẹp quá trời luôn, bộ nhung nè mấy chị ơi, sao mà đẹp chứ vậy. Em quét về không? Bán mượn á. Làm cái eo hả? 65 kg về. Quá đẹp luôn. Bán mấy chị 180 thôi. Có xẻ luôn. Bán mấy chị 180 thôi, lạc con một con hai con đó mấy chị ơi. Trời ơi, bằng nhung nha, chất nhung nha mấy chị ơi. Chất nhung luôn. Trời ơi, còn không? Còn một viết luôn á. Vậy hả? Rồi còn con một luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha mấy. 60 kg về à? 60 kg độ về thôi. Ờ cái này chị chăm gì thấy là bận dừa nè. Không đẹp lắm. Của Nguyễn Thị Hoàng là nhiêu ký mà chị lấy xanh đen vậy? 70 kg mà 70 kg nó có xanh đen. 70 kg à, 70 kg hả? Rồi 70 kg. Rồi 70 kg nha. 70 kg luôn mà. Chị 75 kg không? 70 kg. Chốt như này không? Rồi chốt với chị nha. Thôi 70 kg hay 75 kg rồi chị Hoàng ơi, báo lại em chính xác đi. Chị 70 kg hay là 75 kg giờ để em biết lấy sai nè. Phơm này không khác nữa. Chị Mê Linh ơi, cái phơm này chị không vừa nha. Có số 2 là nhỏ lắm. Có một con nhất luôn nha chị ơi. Một con nhất luôn nha. Rồi chị ưng thì chốt cho em. Đó. Ưng thì chốt cho em. Quá đẹp luôn. Bộ nhung nha, bộ nhung 180 có một con nhất luôn. Một con duy nhất luôn mấy chị ơi. Bộ mới treo. Bộ
bụng á, treo có số lớn luôn. Chị Ngọc Mai bao nhiêu ký, cho em xin số ký nha. Cho em xin số ký nha chị ơi. Rồi đây chị nào ưng nhung chút nhung cho em. Đó, ưng bộ nhung chút nhung cho em mấy chị ơi. 180, quả đẹp luôn, 60 ký độ về. 60 ký độ về, bao đẹp mấy chị luôn mấy chị ơi. Cái màu nó cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Trong này nó nhìn nó chói á, màu đen nhìn nó chói á, chứ ngoài nó màu đen đậm đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em tím. Ủa lộn, bộ nhung. Ghi ra là nhung 180. Nhung 180 nha mấy chị. Bộ nhung 180. Thanh Dương 57 ký là chị không vượng hay chị Mỹ Linh ơi? Tại vì chị thích mật lộn. Tại vì chị Mỹ Linh á, Mỹ Linh thích mật lộn. Rồi nhung cho cô hả? Rồi nhung thì vừa nè. Nhung không vừa. Nhung đó thì vừa. Nè còn hai con này. Hai con này xem luôn đi. Rồi chốt cho cô nhung nè. Đó, bạn okay. Vô xem luôn đi. Cô vô chăm nói vậy. Ok, bây giờ chị Mỹ Linh chốt trước rồi chị ơi. Em la lên quá trời chứ nghe. Chị Mỹ Linh chút trước rồi chị ơi. Chị Linh chút trước rồi. Chị Mỹ Linh chút trước rồi. Còn một con đó hả? Chị Mỹ Linh nhận được đầm chứ chị. Chị Mỹ Linh nhận được đầm chưa? Còn đây bộ khóa beo này nè. Chị hu cha mặc vừa nè. Xanh đen ống nhỏ. Ống rộng. Ống rộng không? Số 4 không? Dạ không à. Xanh đen là ống nhỏ nha cô ơi. Xanh đen ống nhỏ. Ô, bộ đẹp này coi này coi. Để lại shop bác đi. Mà cứ bán giờ không bán rồi đi, để shop bán. Người ta lại người ta hỏi có sao. Cái chất giải đẹp cực kỳ đẹp luôn á, nó mát cực kỳ mát luôn á. Mát cực kỳ mát luôn. Phơm này từ 50 đến 60 ký nè. Cũng tông mịn luôn á mấy chị, đẹp lắm. Bận luôn, mát cực kỳ luôn á. Của em rồi, rồi, không ai dành nữa đâu. Rồi con chối cho cô Linh này nha. Không ai dành nữa đâu. Cho bộ màu da hươu hai mặt, hươu hai mặt rồi. Màu da này có không? Màu da hươu hai mặt 62 ký. Cái đó không rộng nha chị ơi. Cái đó không rộng nha cô Ai Châu ơi. Là 62 ký là mặt size 3 đúng không? Ừ. Không rộng nha chị ơi. Mà đi coi còn cái số 3 của chị không nè. 3 hết rồi. Đầm chưa nhận. Tại vì hàng Tết thì shipper nó đi nhiều lắm, nó hơi chậm trễ một chút nha mấy chị. 62 ký ống rộng thì con còn màu xanh rêu. 62 ký ống rộng con còn xanh rêu nè. Màu xanh ngọc nè. Với lại là màu hồng hơn chứ con hết màu da rồi. Size của cô 62 ký là con hết màu da rồi nha cô Ái Châu ơi, cô Ánh Châu ơi. Thưa trước như sau nè. Đó ống rộng nha. Ống rộng thì con có size của cô còn màu hồng. Màu hồng. Ý, không phải màu xanh ngọc. Không phải màu xanh ngọc. Màu hồng và xanh rêu thôi. Con còn được có hai màu thôi, màu hồng xanh rêu. Màu hồng với màu xanh rêu thôi, cô màu nào? Ưng màu nào chút màu đó chứ con hết màu da rồi. Xe của cô là con không có màu da rồi, chị đã ưng cái con này chốt rồi giùm em. Xe 180 luôn đi. 180 một con đỏ này. Con cô tông mịn đẹp dữ lắm luôn. 60 ký độ về. 60 ký độ về chị gì? Chị hung chăm ơi, chị hung chăm. Lấy mẫu này đi đẹp nè chị ơi. Chất giải bao đẹp luôn, 180 luôn nha chị ơi. Lấy liền nha chị, để chị ok cái là mất tiêu rồi đó. Ok, lấy là ghi mày lấy đi. Lấy đỏ cho em nha. 180, 60 ký độ về. Có con xanh con đỏ. 60 ký độ về, hai con ở đâu? Nè. Từ từ đi. Màu đỏ chút đi. Coi giờ ưng đỏ chút đỏ cho em. Đỏ nha. Chị 180 không giờ chất giả đẹp bao đẹp mấy chị luôn nha. Bộ con đang mặc. Là sao? Bộ nào? Bộ đỏ hay gì cô chú ơi? Cô lấy bộ đỏ hay bộ nào? Cô ghi em con cái màu luôn đi cô. Ghi màu nha. Bộ màu nhung hồi nãy nhung đen này em chốt cho chị rồi. Đó, nhung là chốt nhung. Còn cái này đỏ thì cô ghi đỏ giùm con đi. Nếu mà cô lấy đỏ ghi đỏ cho giùm con. Đó, còn đây còn bộ xanh luôn. Vậy là ưng xanh chút xanh cho em luôn nè. Đẹp quá à. Nó mát. Thối nè. Phối này là phối chất cơm, hung giấy luôn mấy chị. Phối beo. Phối beo mấy chị ơi. Bộ này là phối beo. Rồi bộ xanh nữa. Sa. Ủa thì gấp quá hay sao? Ok xanh. Rồi ok xanh chốt với chị Hu Chanh là ok chị yêu nè. Xanh phối beo luôn nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó xanh. Xanh chốt cho chị Hu Chanh nè. Cho chị Hu Chanh. Xanh.
xanh riêu hết mấy chị yêu ơi, xanh riêu hết rồi dạ, xanh riêu hết rồi còn đỏ nè, tết còn đỏ mấy chị ơi. Xanh riêu hết mấy chị ơi. À, chị Mỹ Linh hả? Mỹ Linh xanh hết chị ơi. Hẹn hẹn xem còn được con hay con thôi. Mấy con hả? Chị em lại kiếm vài con lắm lên mấy chị xem. Xanh, mấy chị ơi, 6 kg đúng không? Rồi đây, 60 kg sọc giùm em, rồi chị đưa sọc chút sọc cho em nè. Sọc này là hàng Quảng Châu luôn á, hàng bao đẹp luôn, chất vải bao đẹp luôn, nó có chiếc bên luôn á, chiếc bên phía trước hai bên, hai bên phía trước hai bên phía sau luôn, rồi các chị biết hàng xịn rồi đó. Đó, chất vải này chất vải gì nè? Cô tông mịn nha, cô tông mịn. Rồi chị được ưng sọc trắng đen, chốt sọc trắng đen cho em. Đó, các chị muốn lên size bao nhiêu em có đủ size luôn, bộ này em có đủ size luôn nè, xám chị nhiêu mà. Rồi xám chị 190 luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em 190 sọc trắng đen, 190 sọc trắng đen nha. Rồi chị ưng sọc trắng đen, chốt sọc trắng đen cho em cực kỳ đẹp luôn chị ơi. Sọc trắng đen chị là ưng sọc trắng đen, chốt sọc trắng đen cho em mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Sọc trắng đen mình có sale nhiêu ký? Sale 80 kg đâu về. Rồi em có form này em có sale 80 kg đổ về, chị nào bao nhiêu ký cứ báo cho em số ký đi. Dạ chị chốt xanh mà chị chốt không đúng á chị, rồi chị Thu Trâm chốt phía trước rồi chị ơi, chốt phải đúng mã mấy chị ơi, ghi phải đúng mã thì em mới chốt được nha, chứ mà mấy chị ghi lộn mã rồi em chốt mấy chị là mấy chị khác phong bì sao, nên phải đúng mã em đọc được em mới chốt mấy chị. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt cho em sọc trắng đen mà em thiêu trực tiếp luôn mấy chị ơi. Màu đỏ cũng đẹp đó chị. Đây, thiêu trực tiếp luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Đó. Đẹp lắm mấy chị ơi. Sọc trắng đen mình có sọc nào? Thun này là bao đẹp luôn mấy chị ơi. Màu thiêu không màu thôi. Có size 80 kg đổ về luôn. Xả mấy chị 100 mấy. 190 luôn. Ưng sọc nào thì chốt sọc đó là giùm em. Em có size 80 kg đổ về, đây em có sọc vàng nè. Sọc vàng. Sọc xanh rêu, xanh rêu, sọc cam, sọc trắng đen nè, rồi sọc đỏ đô. Và chị đã ưng sọc nào, ưng sọc nào thì chốt sọc đó thì giùm em mấy chị ơi. Đẹp quá, sọc đen, sọc đen mấy chị ơi, sọc đen đi. Ưng màu nào chốt màu đó, kèm giùm con cái số ký luôn, kèm số ký để con lấy cho đúng luôn. Đó, mặc cái này là bằng áo lẻ vẫn được nè, thấy không, bằng áo lẻ vẫn được luôn. Bộ này đẹp lắm nè, bộ đẹp hơn nãy nữa. Sọc vàng chị cẩm liên, rồi sọc vàng cho chị cẩm liên, ok chị ơi. Ta đây sọc cam, đây cực kỳ đẹp luôn. Đó, xả 190 luôn, chất giả bao đẹp luôn nha, chứ không phải là sao như bên em là không lấy cái kẻ thường nữa chị. Có còn con hồng của ai làm này vậy? Chị nào xuống nhỏ không, xuống ký nhỏ không? Rồi đây chị nào ưng thì chốt cho em nè. Sọc cam là bao chất giải luôn mấy chị ơi. Sọc cam cho em mà đổ lông là trả lại cho em. Ưng sọc cam, chốt sọc cam cho em mấy chị ơi. Sọc cam nha, quá đẹp mấy chị ơi. Đó, về mặt đổ lông trả lại em nha mấy chị. Chất giải bao đẹp luôn. Chất giải bao đẹp luôn thấy không? Buông em bình thường. Đó, rồi chị ưng sọc cam, chốt sọc cam cho em. Giờ em đọc lại màu nha. Ưng màu nào mấy chị cứ kêu em mặc thử mấy chị xem. Em có form từ 90 kg, 80 kg đổ về. Rồi đây sọc nè. Rồi ưng sọc, chốt sọc cho em nè. Sọc nha. Sọc cam, sọc vàng, sọc xanh rêu, ưng màu nào cứ kêu em mặc cho mấy chị xem màu đó. Sọc đỏ đô, sọc đen, đó rồi ưng màu nào, ưng màu nào, màu nào thì kêu em mặc cho mấy chị xem, gọi chốt cho em nha mấy chị. Đó, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi những màu khác. Chị nào hỏi cái mẫu trước như sao ta? Lên thêm 70 kg cho dễ xem thì dễ hơn.
có size đến 80 kg độ về lận, mấy chị muốn lên bao nhiêu ký em cũng có lắm nha. Rồi đây sọc vàng ít luôn mấy chị. Sọc vàng cho em, rồi giờ ứng sọc vàng chút, sọc vàng cho em nha, sọc vàng. Sọc vàng cho em. Đó, hết một màu vàng cho em. Vàng đẹp lắm luôn quý chị ơi. Vàng. Rồi giờ còn size 87 ký là còn màu nào nào? Tím meo có 65 ký nha chị ơi, 210. 210 chị ơi. Cho chị màu xanh rêu. Nhiều ký. Xanh rêu hiêu hai mặt rồi ok chị nè. Ok chị, rồi chốt của chị xanh bơ hiêu hai mặt nè, hiêu trước hiêu sau nè. Chốt của chị ống rộng nha. Mẫu này là ống rộng đó chị ơi, ống suông rộng nha. Rồi chốt của chị ánh trâu nè, xanh rêu nè. Chốt cho chị ánh trâu nè. Rồi chị ánh trâu kèm số điện thoại vô giùm em luôn chị ơi. Không có rồi, có rồi. Rồi em thấy số điện thoại chị ánh trâu luôn rồi nha, khỏi cho nữa. Hãy subscribe.
chú chốt với chị màu hai bộ cam với lại vàng. Rồi. Cam S58 rồi, ok chị yêu nè. Ok chị chốt với chị hai con nè. Đó, 170, 190 một con. Đó, cam vàng chốt với chị hai con nè. Cho coi 80 kg hả? Là cái bộ đó chị, chị cứ còn chọn màu đi rồi em lấy size cho chị thôi nha. Đó, em có màu cam nè, màu vàng nè, màu xanh rêu nè, màu đen nè. Đỏ đô. Đỏ đô. 5 màu. Ưng màu nào cứ chốt cho em đi, em lấy màu em lấy size cho chị. Đủ size không đó chị ơi? 80 kg này em còn nhiều lắm chị ơi. Rồi món này cũng có 80 kg luôn nè. Chị lớn ký em lấy nhiều lắm. Món này em cũng có 80 kg luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Quá đẹp luôn. Đỏ, con đỏ chút đỏ cho em. Đỏ chị ơi, con đỏ chút đỏ cho em nè. Còn 60 kg là em có màu nè. 80 kg em có màu da, màu kem. Đó với lại là màu màu đỏ. 70-80 kg nè. 70-80 kg là có màu màu đỏ, đỏ đô cam đất nè, đỏ đô hay cam đất gì em biết luôn không? Màu đỏ đô đi, đỏ đô, đỏ đô, màu xanh rêu, với lại màu kem. Đó, rồi chị đợi màu này chút màu đỏ cho em. Còn form nhỏ là 55-56 cái độ về, 55-56 cái độ về thì em còn nè, em còn là màu màu da. Màu hồng, màu xám với là màu tím phía sau. Rồi chị đã ưng màu nào? Ưng màu nào bao nhiêu ký kèm thì em số ký luôn. Đẹp cực kỳ đẹp luôn đó chị ơi. Bèo tím xám 5 ký em hết rồi chị ơi. Bèo tím nãy chị chốt chậm rồi, nãy chị hỏi không à. Chị kia chốt trước rồi. Chị chưa, chị kia chốt trước rồi nha. Dạ 210, bộ em đang mặc là 210 một con nha chị ơi. Bộ em đang mặc là 210 một con rồi, chị đầu ưng thì chốt cho em, quá đẹp luôn. Đó, chị luôn luôn, chị liên luôn bao nhiêu ký chèm em số ký chiều cao đi chị. Co giãn đẹp lắm, co giãn mạnh lắm á chị ơi, co giãn mạnh lắm, hàng cao cấp mà mấy chị. Đó, chị ưng thì chốt.
chốt cho em 210. Xanh ngọc, xanh ngọc này là phơm phơm xanh 7 đi luôn vậy. Đâu, chú mấy vậy? Chú mấy? Rồi đây. Xanh 7 kg đổ về. 60 đến 67 kg rồi chị nào ưng thì chốt cho em xanh ngọc. Xanh ngọc như chị ơi. Mình nghĩ chắc cổ cao mấy 57 là cái cũng được. 85 kg giờ không biết chồng yêu cũng được. Xong rồi mua luôn. Rồi chị ưng xanh ngọc, chốt xanh ngọc cho em. Mày mày cũng đồ đó mình còn mà. Đem ra bán luôn. Xanh Cuban nha
màu xanh riêu, màu xanh riêu á, cô lọc lộn á, màu xanh riêu, màu đỏ đô với màu da. Mã thiêu con trâu 67 kg còn không Thư? 67 kg, 67 kg hả? 67 kg cao mét bao nhiêu vậy? Thì cũng có lấy rồi đó, sơn kim á. Sơn kim hả? Sơn kim không ấy, không tính đây. Cô sơn kim nha, cô cho xin lỗi cái chiều cao của cô được không, cô sơn kim ơi. Đây vẫn comment rồi nè, bị ẩn comment trên đây nữa rồi nè. Rồi ok, cô Phạm Phượng nè. Cô Phạm Phượng ơi, con chốt cô màu đỏ đô trước nha. Màu đỏ trước nha cô ơi. Chốt cô màu đỏ đô trước nha. Còn màu xanh như anh là con đâu có đâu, không có màu xanh riêu được không? Xanh riêu với màu da. Cô ơi không, cô ơi xanh riêu hay là màu xanh của ban. Xanh của ban là con không có. Con có xanh riêu được không? Xanh riêu. Còn xanh của ban thì con có màu này được không? Màu xanh này được không? Cô son kim 1m56 mà. Ký mới được chứ. Đó, cô cho trên, đó mới xin cái chiều cao của cô. Cô duyên, cô sợ. Có không? Đó. Ngủ không được rồi, đi ngủ. Đi ngủ đi. Rồi đây. Quá đẹp xe luôn. Ba. Rồi xanh điêu thấy không? Rồi, rồi ok, chốt con hai con luôn nè. Rồi đây, xanh ngọc nha. 65 kg đổ về, xanh ngọc. Rồi chị đã ưng xanh ngọc, chốt xanh ngọc cho em sẵn chị 170 luôn. 170 xanh ngọc. 170 xanh ngọc như thế. Rồi chị đã ưng xanh ngọc, chốt xanh ngọc cho em. Còn chị nào ưng hồng cánh sen nữa thì chốt hồng cánh sen cho nha. Hồng cánh sen da đẹp quá đó chị, ủng hộ em luôn đi. Còn da đẹp muốn chết luôn. Hồng cánh sen 60 kg. Không vừa. Còn có con nào không? Nè không, còn mấy con này là lên trên cái coi chị coi. Hồng cánh sen 60 kg không vừa đâu. Đâu có mở ngơi rộng không? Ừ? Không rộng không. Ờ, hồng cánh sen rộng rồi, 70 kg mới vừa. 85 kg đợi em con mũi khác nha chị ơi. 85 kg đợi con mũi khác nha. Nè, 5 kg còn con màu da đó. Dòng eo trên chấm chân rồi, mấy cô người mua rồi, xuống nằm trên. Cô Dung Hồ ơi, dòng eo cô nhiêu vậy? 85 kg, dòng eo cô nhiêu vậy cô? Dòng eo này là bự hơn cái mấy con ấy. Cô lỡ gỡ bự rồi, nè, nó bự lắm luôn á. Bự dữ lắm, được rồi. Mà mặc xe nhỏ mới được. Để cô mặc xe nhỏ. Tại vì cái phone này rộng hơn cái chất giải Chanel luôn. Đó, thường cô mặc xe 2, bây giờ cô mặc xe 1 luôn á. Nên cô biết là cái dòng eo nó bự cỡ nào rồi đó. Dòng eo xe số 4 mà bự tới 104 luôn á mấy chị. Đó, chị nào mà dòng eo 104 độ về thì chốt cho em. Đây, em này là xe 1 nè. Đó, em là xe 1 với chị xem. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, xe 4 em còn được có con một kem nè. Chị đã ưng thì chốt cho em một kem nha. Đó, chị gì? Trần Hạnh đúng không ạ? Chị gì? Chị Dung Hồ là chị có ưng không? Ưng thì chốt cho em kem. Còn có gì nha, còn con gì nhất đó chị. Một con nhất một kem luôn, xe 4 nè. 58 kg mà còn bận C1 được đó. Nó vô form rất là đẹp luôn. Đây là form số 1 là size 45-55 kg. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em. Dạ, thoải mái luôn. Đó, còn size nè, em còn một con size 104 nè, eo 104 nè. Đó, rồi chị đã ưng thì chốt cho em kem. Ưng kem, chút kem cho em mấy chị ơi. Đó, đẹp lắm mấy chị ơi. Ưng thì chốt liền em kem nha. Em là 57-58 kg lận nhưng mà em trừ hao mấy chị. Tại vì có nhiều chị không có bận ôm. Đó, còn chị nào có bận ôm là mặc bao đẹp luôn. Quá đẹp mấy chị ơi. Phó beo nha, bộ này phó beo cho em. Đó, 210. Bây giờ em đọc lại màu nha. Ưng màu nào là chút nó màu đó là chị em nha. Rồi đây size 1 là bây giờ hiện tại là em có là màu kem nè. Size 1 là form từ 45-55-56 kg là em có một kem màu tím cho em nha. Màu tím nè, thấy không chị? Màu tím nè. Màu xám đó, 56 kg đổ về đó. 85 kg thì dòng em trên trăm là mấy chị vô hết rồi. Còn size 60 kg đổ về, 60 kg đổ về em có là màu da, có một màu gì, màu đỏ với lại là màu kem. Còn size 65-67 kg đổ về em còn được hai màu, ba màu, bốn màu chứ. Đây 67 kg đổ về, 60-67 kg đổ về có màu hồng, màu đỏ, màu xám với
với màu xanh ngọc. Nhưng mà chị cho em chiều cao hay vòng eo đi chị ơi. Xanh ngọc cho em xin vòng eo chị yêu ơi. Nhiều khi chị thấp người thế là không được đó chị. Đó xanh ngọc. Còn thay số 4 là em còn một da giống chị luôn. Rồi chị ưng thì chút. Không chị mặc không đẹp thôi chứ gì hết. Rồi đổi tới đâu luôn mất không chị chút tốn tiền ship. Ưng thì chốt cho em nha. Đổi thì em cho đổi rồi đó. Nhưng mà mất không mấy chị tốn tiền ship lắm. Bởi vì chốt cho chính xác thôi. Size của chị 85 kiếm còn được một con không? Mỗi này em còn được có một con màu size màu kem màu gì? Màu kem luôn á chị ơi. Còn đúng một con màu kem size của chị mẫu này luôn á. Mẫu khác thì em còn mẫu nhiều mẫu nữa. Mẫu heo trực tiếp được không? Em còn mẫu heo trực tiếp được không chị ơi? Heo trực tiếp được không nè? Rồi đây em qua mẫu nha. Em qua cái mẫu này. Hoặc là em qua đồ thiêu gì được chị ơi. Hay là em lên bộ thiêu đi chị, hết bộ thiêu không? Hay là lên bộ trẻ. Bộ thiêu
thì em thích giống của chị, em lên cho chị xem. Nếu mà bộ em là em chỉ còn là bộ màu da thôi đó, chứ không còn bộ nào khác nữa hết trơn á. Còn không, không qua bộ hiu nè, giờ tôi qua bộ hiu nha. Còn màu da đen nhiều tiếp nữa. Ok, qua bộ hiu chị coi đi. Ở đây đồ hiu nè chị ơi, 85kg mặc bộ này là bao xịn luôn. Cao mấy sáu là chị khỏi lo chập luôn rồi đó. Đó, đen tím hiu nha, hiu trực tiếp luôn, hàng hiu trực tiếp luôn. Đó, đẹp lắm đó chị ơi, rồi chị nữ thì chốt cho em nè. Hiu trực tiếp luôn đó chị ơi. Em đó, có áo lẻ 85kg thì chị có bận không chị ơi? Ờ, em có áo lẻ, áo gì nè chị ơi, em có nhiều mẫu luôn, nhiều kiểu luôn. Đó, bao nhiêu ký mặc vừa luôn, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đó, chị muốn áo lẻ không? Em lên áo lẻ với chị. Có chị nào muốn lên áo lẻ thì kêu em lên áo lẻ với chị nha mấy chị ơi. Muốn lên áo lẻ thì kêu em lên. Còn đây đen tím giá bao nhiêu? Đây là giá này nè, đây bộ em đang mặc nè, bộ đang mặc là 210 luôn, xảo chị 210 luôn chị ơi. Rồi chị đào ưng thì chốt cho em 210 đó, size số 5 luôn đó, xảo chị 210 luôn. Rồi chị đào ưng thì chốt cho em 210. Em còn màu đen tím, màu da, da em còn màu đen tím, màu da nha. Rồi chị nữ màu nào trước màu đó cho em. Đó, còn hai màu, màu tím và màu da, 210 luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Lâu lâu mới có còn một vài mẫu thôi nha. Hàng hiu trực tiếp bao đẹp mấy chị luôn. Đó, mặc cho mấy giặt, mấy giặt thoải mái luôn. Rồi 85kg nè, tím với lại màu da. Ừ, màu nào trước màu đó cho em, 210. Mẫu hiu trực tiếp luôn á mấy chị, chứ không phải là hàng dán đâu. Nãy giờ lại tiện kia hỏi Châu xong lên mẫu Châu. Con Châu hả? Ừ. Chị nào 7 ký á, chị nào hỏi con Châu ta? Xăm 3 ký còn tay lỡ được không chị ơi? Còn tay lỡ thôi. Ủa đang vừa lấy rồi hết trơn. Lấy còn mấy con mà. Cái con mẫu Châu là lên với tôi số 5. Số 5 mình có tay con xe nhỏ không? Sao không mặc nữa? Size 85kg luôn, 85kg luôn chị ơi. Chị Nguyễn Ngọc, Ngọc to ơi, chị bao nhiêu ký vậy? Một ký, chị xem cho, tìm cho chị xem mẫu Châu, Châu vàng. Đây mẫu con Châu, năm nay là tuổi con Châu nha. Rồi chị đã ưng Châu, cúc Châu cho em. Đây là Châu xanh, Châu xanh dương, Châu xanh dương nha. Phong này là 65kg, em đây mặc là face 85kg nào, có nhà 85kg chốt cho em, 65kg độ về chốt cho em. Còn xanh dương em có một con thôi nha, xanh dương ưng xanh dương, chốt xanh dương cho em mấy chị ơi. Xanh dương, xanh dương nha mấy chị ơi. Xanh dương nè, Châu nè, màu đỏ tươi thôi. Rồi chúc anh chị màu đỏ tươi chú nha.
Ủa lộn, em trúng gì màu đỏ đô chứ nha. Đỏ đô. Cho về mặc thử đi, nếu mặc vừa quay lại kiếm em. Đây mẫu màu hồng xuống năm á. À em còn mẫu hồng nữa, đem lên cho chị xem nhiều mẫu lắm chị ơi. Để em xíu nha. Hồng xuống năm ở trên đó. Ở dưới còn không? Chút thì bạn được chị phù chút 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 chưa
họ đem kiếm hồng khác nha. 75 kiếm, em lấy hoa hồng này đi. À 75 kiếm em lên hồng này được không? 58 lượng. Thôi 58 lượng. 58 lượng, đây này cho lấy hồng mà đi, hồng cánh sen rồi đi chị ơi. Đây nè. Rồi lên áo tay ngắn rồi, ok với chị nè. Có chị nào muốn lên áo tay ngắn không? Rồi đây hồng này là xem 4 nè, 75, 75 kg nè, xả với chị luôn. Xả với chị luôn chị ơi. Quá đẹp luôn, 200 ngàn luôn, rồi chị ơi, thì chốt cho em 200. Rồi, 200 ngàn, rồi ơi, thì chốt thì em 200. Quá đẹp luôn chị ơi. Hồng có bướm nè, 200 cho em, rồi chị ơi, thì chốt cho em hồng. Hồng 200, 200, 75 kg, 75 kg hồng cho em. Rồi, ơ thì chốt cho em hồng. Bỏ phối luôn nha. Hàng phối luôn đó chị ơi. Chị đã ưng hồng này thì chốt hồng cho em. Đó 75 kg hồng 200. 200 xả 200 luôn. Con xả luôn. Sao không được, con xả luôn đi. Rồi thôi xả một con. Còn một con là xả 190 luôn. Rồi chị nào ưng hồng này chốt hồng cho em 75 kg hồng 190. Hồng 190 nha hồng à. Cái này giống như là màu hồng cẩm vậy á. Giống như màu tím cẩm vậy đó. Rồi chị đã ưng hồng thì chốt hồng cho em. Rồi còn hồng cho chị. Ủa dung hồ, dung hồ là chỉ 85 kg đâu mà à, hồng kia quá à. Hồng kia hả? Là chỉ hồng kia quá. Rồi em chốt hồng kia chị nha chị ơi. Chứ hồng này chị mặc không vừa đâu. Hồng này mặc không vừa đâu. Chị vậy hôm bữa chị nhận đồ xây sáo là phơm nhỏ hay chị? Cái nào? Chị nói là hôm bữa chị nhận đồ là xe 6. À xe 6 là phơm nhỏ. Xe 6 là phơm nhỏ đó. Phơm nhỏ. Này phơm rộng. Phơm này là phơm vừa đúng phơm. Còn cái là phơm nhỏ. Bởi vì mấy chị cái nào đúng phơm mà chị có 5 size thôi. Còn chị nào mà cái nào mà cái nào mà cái như là cái cây nào mà có số 6 là cái đó là phơm nhỏ đó chị. Như là cái này là đúng phơm mà có 5 size thôi. Hồng này như hả? Hồng 220 chị ơi. Chị Dung Hồ ơi. Đó, mà chị nào ưng cái này thì chốt cho em. Đó, đúng phơm là chỉ có 5 phơm, 5, 5 số thôi. Còn nếu mà phơm nhỏ là chỉ là 6 số. Đó, mà chị nào ưng thì chốt cho em hồng. Hồng, 190 nè. Rồi em ơi, em chốt cho chị Dung Hồ một con hồng này xây 5 nha chị. Chứ còn xây hồng con bướm là không vừa. À, em còn ngủ công mình hết rồi mà. Công cũng đang hết rồi. Có chị bận đồ số 2, nhiều khi em đưa tới số 4. Tại vậy đó, cái phơm nhỏ em biết em đưa số lớn hơn. Màu đen tím này như chị có không? Đen tím đẹp á. Đó, chị Nguyễn Huy Huệ có lấy màu hồng đó không? Lấy thì ok giùm em. Rồi đây màu đen nè. Đen con bướm rồi chị đợi. Đen bướm chốt cho em 75kg thôi. 75kg. Xả cho mấy chị là 190 luôn. Rồi chị đợi thì chốt cho em 190 đen hồng. Đây, rồi ghi em là 190, quá đẹp luôn, 75kg. 75kg, 190, đen hồng cho em nha, ưng đen hồng, chút đen hồng cho em, quá đẹp luôn. 190 cho em mấy chị ơi, 190, ưng 190, chút 190 cho em nè. Đó, ghi em là con đen hồng 190. Đen hồng 190, em lên mấy hàng sale nữa nè, em nghỉ cho mấy chị ơi. Em lên vài con nữa, nghỉ nè. Đen hồng 190. Còn con mấy con thôi mà. Rồi lấy hàng sản luôn đi. Cái nào? Rồi đem hồng 190 cho chị Nguyễn Huệ nè. Ok Nguyễn Huệ nè. 85kg em còn đen xanh nữa chị. 85kg em còn đen xanh nè. 85 kg màu đen xanh, mẫu này 180 à.
ký nè, 65-70 ký em còn màu tím nho, 65-70 ký em còn màu tím nho. Rồi chị Nương thì chốt cho em 65. Rồi Hưng thì chốt cho em đó chị ơi. Quá đẹp luôn. 180 một con tím nho. Ưng tím nho, chốt tím nho cho em. Cực kỳ đẹp luôn đó chị ơi. Tím nho với là màu da, với là màu da nha. Rồi chị Ưng thì chốt cho em tím nho da 70-180 70 ký, 65-70 ký, 67 ký đổ về ha. Chị ngủ ngon.
má còn cái nào không bán thì em tặng hết khách nha. Hello mấy chị. Hai
không có cứu nữa. Cứ làm để dành chút thôi. Rồi, bột là 450 nha mà. Bia của ai anh? Ai điểm vô vậy không? Bộ này size L dưới 70kg nè. Ác đây. Bộ này size L dưới 70kg nha mấy chị. Bộ này 240, 250 sale cho mấy chị. Còn 170 giống Mỹ kia con. Online bị áp lực rồi nữa cho tôi mọt tiền. Đây nè mấy chị. Bên như em đang đưa được. Rồi bộ này dưới 70kg. Đây là Rinnam 300 chứ không phải 320. Đây là Rinnam nhưng mà suy nhược 300 nhưng mà hết rồi phụ. Chị không lấy hàng gì nữa đâu. Chị quá mệt rồi. Bộ này là sale 170, bộ này là em nói may không có bán, không có vải. Bộ này sale 170, dưới 70kg. Dưới 70kg đi. Cái dòng này em chưa sale mà nó nằm trong hàng hôm em để sale rồi chị. Dòng này size dưới 100kg. Dòng này size dưới 100kg. Dòng này là size 100kg. Chị nào size 100kg thì sale cho mấy chị còn 190.000. 280 190 nha. Tặng áo trắng. Chị nào có chia sẻ em tặng con áo trắng này. Nó hơi bị dính dơ xong chứ. Chị nào có chia sẻ em tặng con áo trắng. Hình như bộ size L170. Bệnh lắm rồi xem đi về. Bệnh lắm rồi. Sale cho mấy chị
với chị 160 ngàn mấy chị. Gó bông Vũng Tàu nhiêu tiền? Chị Phương Lê ơi, em còn áo 160, em còn áo ngực chống tuột size 38 nhưng mà 160, chị có lấy không? Chị chốt giùm em, chịu lấy giùm em nha chị. Chốt giúp giùm em, chịu lấy nha. Ủa có mấy đôi này, sao để bữa giờ để riêng không? Đôi này em bán sale đôi này cho mấy, 200 mấy, em bán sale cho mấy chị 90 nè. Bán sale cho hết hàng nha. Đôi này bán giao chưa kịp á, chắc trong ngày á. 39 đôi này mấy chị. Đôi này 39. Đôi này 39, bán mấy chị 90 ngàn. 90 ngàn. 39. 39, 90 ngàn. Ủa, mấy đôi này của ai mà sao tự nhiên nằm lại đây vậy ta? 39 mua hết vỏ, mấy đôi này hàng sinh nhật em mang. Em mang đã lắm, mua hết vỏ. Ôi đôi này để tao đi. Bữa này xăng đao này đẹp á. Ờ, để tao bữa nào mang cho nó nhẹ nhàng. Trong máy bán xem. Ủa, làm như mấy đôi này tao giấu vậy bây? Ủa đôi rọ đen này nữa nè. Để nó coi. Rọ đen này 38 nè. Ôi ơi coi nè. Rọ đen 38 sale 150 nha. Rọ đen 30 nè. Trời ơi đôi này tưởng đâu là vừa nè. Tưởng đâu vừa là cất luôn. Rọ đen 38 150 ngàn. Mấy đôi này mấy chị mà có 500 ngàn mấy chị ra shop mua cũng không bao giờ bằng cái hàng sinh nhật đâu mấy chị. Không bao giờ bằng cái móng tay của cái thằng này. Em nói với chị hàng sinh nhật này nó đẹp lắm. 38 rọ đen 150 ngàn. Không bao giờ bằng. Hứa với mấy chị luôn á. Rọ đen 39 đi xì. Rọ đen nó 39 là nó chết mẹ với tôi rồi. Rồi đôi này 40 nè. Đôi này 40, đôi này để dành nhưng mà rồng. Lê Lan có. Ủa Lê Lan không được không? Gia băng kim. Đôi này 40 nè bà chị. Đôi này 40. Chị Tiên Mỹ nè. Chị này mau mắn lắm. Nè. Em bỏ này em tặng cho chị Tiên Mỹ em chị nè. Đẹp mà bền lắm chị. Chị Tiên Mỹ mà đụng vô cái đôi rọ này nè chị mê lắm. Thật sự là mê. Đôi 40 của Trương Ngọc. Quỷ Trương Ngọc bữa giờ la sắm iPhone không lo mua đồ luôn. Trương Ngọc là bán cho Trương Ngọc 90 ngàn đi. Em có một con sơ mi trắng tay ngắn. Em bán cho mấy chị 90 ngàn, 180 bán 90 ngàn luôn. Sơ mi này chồng chị nào mà dưới 77kg hốt nha. Sơ mi trắng. Tôi gần Tết à. Ờ khách lấy rồi Thảo Mỹ Ngàn ơi. Sơ mi trắng 90 ngàn. Trưa nay có lẽ em like tới 3:30 á mấy chị, không có like 1 giờ. Cho nên mấy chị ráng vô mua ủng hộ em nha mấy chị, còn mấy ngày. Rọ đen khách lấy rồi. Trắng của Jenny Phạm nè. 90 ngàn. Em có đôi rọ búp bê mềm nè. Đôi này à. Đôi này nếu đón không lầm là sai á. Hãy thử cái này nè. Cái đôi vàng này mặc sướng lắm. Có chị nào muốn đi bơi không? 38 đôi này bán cho mấy chị 90 ngàn luôn. Mềm lắm mấy chị ơi, búp bê vàng mềm lắm. Búp bê vàng 90 ngàn không hả? Búp bê vàng 90 ngàn. Búp bê vàng 90 ngàn size 38. 8 của Gia Văn Kim cấp lấy rồi. Rồi em có một con quần lông chuột. Ơi con này lọc lai đẹp lắm nha mấy chị. Con này lọc lai đẹp dê kêu. Con này size 36 dưới 85kg nè. Sale cho mấy chị quần nâu 160 ngàn. Quần nâu 160 ngàn sale. Quần nâu 160 sale. Rồi quần đùi này dưới 80kg nè. Quần đùi này dưới 75-80kg. Dưới 75kg nè. 90 ngàn cái gì vậy? 90 ngàn gì của bé An vậy? Đôi giày của bé An.
Rồi quần này dưới 75kg bán cho mấy chị 100.000. Nè giờ em xem cái này mấy chị trúng mánh nè. Em xem cái này mấy chị trúng mánh đùi của cá chép. Đùi của cá chép 100.000 cái cá chép. Rồi áo này em nói mấy chị là áo này là 200 mấy chục ngàn nè mấy chị. Áo này 200 mấy chục ngàn nè. Ha giờ xe cho mấy chị nè. Xe mấy chị 130 ngàn. Áo này là size khoảng dưới 75kg. Áo này size dưới 75kg chốt giùm em áo đỏ 130 ngàn. Bộ này em mặc đẹp hả chị? Rồi bữa qua em sale nhưng mà áo trắng, áo ao, em sale là áo đen, em sale quần váy đen, em sale bộ này mà áo đen hả chị mà hết rồi chị Thùy Dung. Em thích cái bộ dây đó. Nó có một cái đường xuống đây, cái bông. Em thích cái bộ dây. Ở chỗ kia có một cái bịch đường tiểu đường để nhắc chị đem về quê nha. Áo đỏ của Diễm My hả? Xám size 36 Nô Kiều. Xám size 36. Em còn áo đen nhưng mà 150 nha. Em còn áo đen mà 150 nè đẹp không? Đấy. Nè tranh thủ chốt áo đen 150 nha. Em để lại cái mặt với chân váy quần cho nó đẹp nè. Rồi áo đen 150. Áo đen kèm số ký đi mấy chị. Áo đen này có size dưới 90 mấy ký luôn á. Số 3. Chốt giùm em áo đen vải mềm lắm. Áo đen nha. Áo đen còn số 2. Số 2 là dưới 75-80 ký. Và số 3. Rồi chốt giùm em. Số 3 có một cái thôi. Số 3 có một cái. Áo đen trong rửa của Trinh Phạm nè. Áo đen của Nguyễn Phượng quận 12 nè. Nguyễn Phượng quận 12. Nốt số điện thoại với tỉnh vô hết cho hai đứa. Áo đen 80kg của cô Quynh. Đau lắm đi gặp cô Quynh. Sợ cô Quynh ra. Dây Linh Ngô. Dây Linh Ngô 150. Không Nguyễn Phượng lấy số 2 bằng chị Yên đâu. Thiệt. Nè. Dây Linh Ngô nè. Dây Linh Ngô nè. Dạ 80kg còn cái số 3 của Quỳnh Anh Nguyễn Lan nè. Rồi hết nha mấy chị. Quỳnh Anh Nguyễn Lan. Hết nè. Cảm ơn chị Lệ Thành nha. Em bị rụng lại một con đầm. Em bị rụng lại con đầm để XL là size dưới 82, 84, 85kg. Size dưới 85kg con đầm này xe cho mấy chị 140. Đầm này phơm suông chị nào bụng bia, bụng bầu, bụng to đều mặc được con này. Ha. Rồi chốt giùm em con này ha. Con này xe mấy chị 140 ngàn. Chốt giùm em đầm 140. Đầm 140 mấy chị. Đầm 140 nha. Em tức lê cái con quần nâu đẹp mà mấy chị không mua. Thật lòng. Đầm của cô Quynh nè. Đầm 140 của cô Quynh. Rồi em còn một cái quần nút này size 33 nè. Hồi nãy ai lấy 32 ta? Hồi nãy ai lấy cái quần nút 32 mà em nghĩ chị đã không vừa nè. Em còn một cái quần này nữa 160 mà 33. Áo đen hết rồi chị bật lên. Size 33 quần này. Nha. Size 33 quần này. Quần này là dưới 73-74kg nè. Quần này dưới 73-74kg. Anh sửa cái bill của chị Lan Anh Nguyễn chưa? Rồi chốt giùm em quần nút 160. Rin của rin của ai đây? Rin rin của Thủy Thu Phạm nè. Rin của Thủy Thu Phạm. Trăm sáu. Rin 160 của Thủy Thu Phạm. Con quần 32 nè, hai con quần 31 với chị.
Còn áo vú chống tụt size 42 chị. Hai con quần 31 xem mấy chị 180 luôn. 180 nha. Con này size 31 180. Con này size 31 180. Con này cũng size 31 180. Đó em còn hai con này nè, 300 sale 180 size 31 nè. Chị chốt cho chồng mấy chị thì lấy giúp em ha. Quần nâu bao nhiêu quần? Dạ quần nâu này chị. Quần nâu này size 36 là dưới 90 kg chị. 82, 83 đến 90 kg quần nâu Hoàng Dung Anh. Con này chị, ác đàn dễ sợ. Quần đẹp gì không ai mua. Lấy hai cái vú chống tuột size 42. Quần nút khách lấy rồi. Hai cái vú chống tuột size 42 nha chị Thảo. Không? Cho chị Thảo Vĩ Hẹ size 42. Em nói chị là em không có dùng áo vú có dây luôn á. Nguyên ngày em một khi em mặc là em mặc áo vú chống tuột không á chị. Thiệt lòng luôn á. Một khi em mặc là em mặc chống tuột thôi à. Mặc nguyên ngày nó không tuột lên tuột xuống luôn. Quần này của Bạch Liên nè. Bạch Liên 160. Vậy ở trên trước để coi từ từ nha. Quần nâu bao nhiêu ký vừa. Ở nâu làm gì có vậy. Quần nó 36 mà. Nút 33 cách lấy nãy cho. Đây Lê Phạm lấy em ghi rồi mà nói gì vậy hả? Nè con mày thử cái quần này vừa. Anh Tư mặc 30 chắc rộng á. Nè anh Tư mặc 30 rộng không? Mà thử đứng mặc thử cái quần này không vừa thì đường không? Rộng không? Thôi chà bà. Thôi chà bà. Quần 180 là mẫu nào chị?